Dạ đồ hiệp xin với thầy Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Là trong những ngày vừa qua và đang ở gần đây, đặc biệt là hôm nay một buổi sáng chủ nhật, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp nhận rất nhiều các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Rất nhiều câu chuyện vẫn là rất buồn ở trong câu chuyện là cuối tuần. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin một em gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây khóc rất nhiều nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em gái nhé. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết được em họ tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Hằng. Em quê Bến Tre. Hằng nhiêu tuổi rồi? Dạ em 41 tuổi. Rồi hôm nay em từ Bến Tre em về Bình Dương nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Dạ em nhờ các anh tại nãy ở Bình Dương là dạ tìm chồng em là Dương Vũ Phong. Dương Vũ Phong. Dạ. Chồng em nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng 41 tuổi. Chồng em nguyên quán ở đâu? Dạ cũng Bến Tre. Bến Tre luôn ha. Rồi cho anh hỏi là hai người có đăng ký kết hôn không em? Dạ có anh. Có. Hiện nay các em được mấy người con rồi? Dạ hai đứa. Trai gái? Dạ trai đứa gái. Con em năm nay nhiêu tuổi rồi còn học không? Dạ dạ đứa thì 16 tuổi, đứa thì 9 tuổi mà giờ nó cho nghỉ học á. Ai cho nghỉ? Chồng em á, nó nói là bây giờ nó không có tiền, nó không có lo nữa. Nó em làm gì làm, nó kêu em á về quay đăng ký ký giấy ly hôn còn không á. Tới tòa xử là không có đồng nào, nó ép buộc em vậy á. Sao kỳ vậy em? Mà bà kêu á về quay cái giấy đi vậy, giao cho bà để bà mới mua xe cho làm bốn chỗ cho nó chạy ráp. Ai? Cái bà mà quen TikTok trên mạng của ổng á. Bà quen chồng em? Dạ đúng. Bà lớn tuổi chứ em? Nó cũng bốn mấy á. Bốn mấy hả? Lớn tuổi hơn em đúng không? Dạ, chồng đúng em rồi. Luôn. Dạ, bà đó quê đâu em biết không? Quê Bến Tre luôn. Em cho anh hỏi thế này, em và chồng em ấy là mình sống có hạnh phúc không? Dạ lúc trước hạnh phúc lắm, từ khi gặp bả không biết bả lôi kéo làm sao á, từ khi hôm tết tới giờ là cái hai người tò teo tí nói chuyện hoài tên gác á. Em thấy vậy em nói ủa tại sao chị á, chị quen bà tên TikTok mà sao chị nói chuyện chồng em sáng đêm hoài vậy, có hơn bạn bình thường cái liếc rồi cái lòi ra á. Là bây giờ ổng nói với người ta, ổng nói với con em với bên nội là nói bây giờ ổng có con với bả rồi, giờ đi qua bển đi vậy, em qua bển nuôi con, bà bỏ con bên đây hết. Nói bà vậy. Nào là cái chị Thanh Diệu Nguyễn á. Thanh Diệu Nguyễn hả? Dạ đúng á, tin TikTok đó anh. Em biết nhà chưa? Dạ không, tại em vì đã trò chuyện với người ta khi nào chưa em? Dạ có, mấy lần đầu á, là hồi mới á, là hai đứa nói chuyện cũng thân mật lắm. Cái ổng, cái chị mới nói á, là chồng của em á, tại mới ổng nói là ổng ly thân, cho nên hai người mới tới. Cái xong cái sau mấy tháng sau em cũng cảnh cáo em nói bây giờ chị á, nếu mà không có gì á thì chị chặn cuộc gọi hay này kia, quan hệ với chồng em đi, với việc ngoài ra em với chị cũng biết nhau, chị biết em cũng có chồng có con rồi này kia. Cái bà hứa đã rồi, cái đâu thời gian cái hai người cũng tiếp tục vậy nữa. Cái em bắt ghen mấy lần á, mà em nói chuyện hoài, em nói bà cảnh cáo bà mấy lần á, cái bà đòi đơn người á quýnh em nữa. Cái chồng em nói thôi đi, không có cái gì thôi, có gì xảy ra đừng có muốn cho mấy người qua quýnh em, nhiều chuyện lắm mà có nhiều mà. Cái mà em tức lắm, mà khi em năn nỉ em quỳ em lại bả luôn, em nói chị giờ tha cho chồng em đi, chị muốn cái gì em cũng chịu á, chị tha cho đi. Mà bả nói bả không có gì, không có gì, giờ cái bắt chồng em á kêu gì đi vậy. Như vậy em mà phải có muốn chị đáp cho chồng em vợ, giờ cái nó nói bây giờ không về nữa đâu, mà ở đây không có tiền đi về bển làm có tiền nhìn coi á, sống bao nhiêu năm. Mà trong khi đó em hỏi anh nè, vợ chồng mà ngày đưa 50 ngàn để con hai đứa dưới quê em nuôi á, của mình em à, đã hết tiền em mượn đâu này đâu kia, giờ thiếu cái trăm triệu mà nói ra để thừa em thiếu nợ này kia. Nó hỏi anh vậy á, mà để thừa em làm nợ này kia, nó bỏ em đi vậy á, giờ nó bỏ con em nuôi luôn. Buồn quá à. Vậy em cho anh, em cho anh hỏi cái này. Hai vợ chồng em đăng ký kết hôn nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi nha. Dạ. Bây giờ này, trước cái thời điểm mà vợ à chồng em quen một người phụ nữ trên TikTok đúng không? À, trên đúng. Mạng xã hội. Dạ đúng. Là đầu năm 2023 đúng không? Dạ đúng. Tết giờ á. Tết từ trước giờ. Dạ đúng rồi. Trước nay là hai chồng em làm công việc gì? Dạ làm công ty tài xế chở xe tải anh. À chồng em làm tài xế công ty. Dạ. Chở xe tải. Em nghe lời bả nói ra, nó vô cái nghỉ vô đó, giờ đi qua bên bả muốn trả đáp cho chạy.
Thế còn em trước em làm công việc gì và ở đâu? Dạ em ở C11 ở Bình C1 sạc 16 3 Tân Kiên á, em đi làm bông chen. Bông chen ở đâu? Bông chen ở Tân Tạo á anh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Còn chồng em ở đâu? Dạ ổng cũng làm ở đó luôn á. Hai vợ chồng em là trước thời điểm là sống chung tại đâu? Tại C11 sạc 16 3 Tân Kiên. Dạ đúng rồi. Con em ở đâu? Cũng con em thì ở dưới quê, gửi về ở quê Bến Tre á. Chồng em có biểu hiện mà quen người ta là em biết được lâu chưa? Tại em biết hồi hôm Tết không đi Tết đi về quê anh, cái anh không nói lên đây đi trượt đêm, nói trả nợ cho người ta, cuối cùng em hỏi người ta, cuối cùng nói thấy khổ quá ông không lấy tiền, còn cái số tiền đó hỏi ổng ấy, ổng mua ổng từ người ta hết. Em nói anh nha, từ hôm đầu năm tới giờ là ổng đi về 2-3 giờ đêm không mà dẫn điện con đó. Em hỏi anh nếu không có gì bằng gì con đó điện ổng sáng đêm tới 2-3 giờ sáng luôn, cái thấy tới 30/4 cái ổng mới đi chơi với nhỏ đó, em cái về mới coi tin nhắn điện thoại, cái ổng hẹn con đó ở quán nước mía, cái em mới điện hỏi ủa chị không có gì sao chị điện ổng ra quán nước mía mà uống nước, cái mua bạn bè trên TikTok bình thường mà em. Rồi đó, từ đó tới sau là về á, em nói anh cái đêm nào cái hai người rù rì sáng đêm ổng đi 2-3 giờ đêm về, ổng chạy ráp ổng đi 2-3 giờ đêm về, rồi bắt đầu có nói chuyện tới 2-3-4 giờ sáng, nhầm khi sáng sớm còn điện nữa. Em cho anh hỏi thế này. Theo thông tin em chia sẻ là chồng em trước đây làm tài xế chạy cho một công ty. Dạ đúng. Và mới đây nhất là em phát hiện được thông tin là chồng em từ Tết đến giờ phút này là quen một người phụ nữ ở trên mạng. Dạ đúng rồi. Và người đó dụ chồng em bỏ công ty và về thuê một tài xế, thuê xe dịch vụ đúng không? Dạ đúng rồi. Hoặc là xe bà em bỏ tiền nó mua đúng không? Đúng rồi. Hiện nay là theo em biết là xe bà bỏ tiền nó mua. Bà chồng em nói á, bây giờ bà kêu á, bây giờ là mướn, thực tế là mướn, bà đứng giấy, bà đứng ra bà mướn xe cho chồng em chạy. Xong rồi bà kêu chồng em mới đi về, mới đi về với em, bà qua bà đứng ra bà mua xe cho ổng chạy. Ông nói tại vì ổng nợ xấu, ổng không có mua được, đứng ra đủ được. Cái em mới nói nghĩ sao mà, ông đi bà bển không lo con, bà thằng con nhà ông bỏ 2-3 đứa, đừng cho nghỉ học. Em đang nghĩ em lại luôn, em nói bà giờ tha thứ cho chồng em đi, tại vì em 2 con mà. Còn bà thì có kinh tế này kia bà lo được. Em đang nghĩ bà luôn á. Bà nói bà không có gì, không có gì, vợ bà dụ chồng em đi bỏ luôn vậy đó. Vậy bây giờ sao? Thực sự anh nghe thế này anh cảm nhận được em thực sự rất thương chồng đúng không? Đúng rồi em. Em không muốn mất chồng của mình đúng không? Dạ đúng. Thương dữ vậy hả? Tại hồi đó giờ ổng không có nào giờ đối xử với em tàn nhẫn như vậy á. Em nói nhiều lần em đang nghĩ em lại luôn á mà ổng không nghe. Ông chuồn chửi ông đòi đó, bây giờ không ký giấy ly dị là ông tự ông làm độc thân gì đó. Rồi trò xử là không có tiền, ông không cho tiền nuôi con luôn. Em ấy nó tức quá, em nói hoài ông nghe, giờ em lên nhờ mấy anh giúp giùm em tìm ông về phụ em nuôi con ta nợ nữa. Bây giờ em cũng khổ lắm. Một mình em nuôi được 2 đứa con không? Nếu mà em á đã nợ hết thì một mình em nuôi, tại vì lương của em cũng cao lắm. Mà 100 triệu anh nghĩ đi, tháng nào nắm tiền lời hết trơn à, 10 triệu rồi. Cái tiền nhà em phải đi bỏ tiền ra, em mướn em đi vay tiền người ta em đóng đó anh. Không khóc đó, bình tĩnh ha. Nhưng cái em tức đã vậy thôi đi, cho con đi bán cà phê không cho đi học, con nhỏ con gái á. Sao ông ra ở đây, ông đi chơi mấy cục đó, ông đăng lên mạng là ông đi vô quán này quán kia, ông chơi em cũng đăng lên nữa. Em hỏi anh tức không? Thà ông để cho em nuôi con đi, ông bỏ em đi luôn cũng được. Còn thằng này ông làm vậy á, lát nào ông giết em thì ông giết em đi, cho em chết cũng được. Em gái bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Em cho anh hỏi này, chồng em hàng ngày từ Tết đến giờ phút này hàng ngày có về với em không? Không khóc đâu em, bình tĩnh đi. Lúc tưởng á, thì về, mà về lên gác á, nói chuyện với con đó sáng đêm, em nói rồi. Còn không hỏi á, ổng đi về. Chồng em không ngủ chung với em hay dạ sao? Dạ đúng, ổng đi về, là ổng chỉ nói một câu ly dị thôi. Ngoài ra không nói gì hết. Em hãy hết sức bình tĩnh, không khóc đâu, bây giờ mình khóc là không giải quyết được vấn đề. Dạ. Nha. Bình tĩnh đi em, không xúc động ha. Từ khi nào đến giờ phút này là chồng của em và em không ngủ chung? Dạ từ khi lúc nay cũng mấy tháng rồi anh ạ. Từ Tết nào? Hay trước Tết? Từ... cho nó...
tháng 5 á anh, tháng là năm tự ngủ riêng gì đó. Tháng 5 vừa rồi. Dạ đúng là rồi. Cách đây 2-3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Là tự dưng ngủ riêng luôn. Dạ. Cái số đi em hỏi em mà đã đi làm về tới nhà chứ nói một câu ly dị, tao ly dị mày rồi đó. Bây giờ anh hỏi đâu thì em nói em hỏi đó. Em tức chết. Bây giờ em tức, anh biết là em tức rồi, em hãy bình tĩnh. Nếu em tức là anh không giải quyết được. Dạ. Em tức là anh không giúp em được. Nhá. Em phải bình tĩnh, anh mới có hướng để xử lý để giúp em được. Dạ. Không khóc nó đi được không? Em buồn, em biết em có lỗi gì mà ông đối xử với em vậy đó. Thôi bình tĩnh đi. Nhiều khi em tức em muốn nhảy cầu em chết luôn anh, em nói thiệt anh luôn á. Thôi bây giờ bình tĩnh, mình không khóc nữa được không? Bình tĩnh đi. Em tủi thương nhiều. Anh biết rồi. Bây giờ này các con của em có biết là ba đi theo người khác không? Dạ nó cũng biết. Mà tại tụi nó bữa nay nó đi xe lúc nào cũng ói nên từ tổng ra đây xa lắm. Cho nên em bỏ nó ở nhà chứ. Nó nhìn vô là nó biết bả và ổng nói chuyện đoàn hàng ngày hàng tháng. Nó chứng kiến, nó chụp hình, nó đưa cho em coi luôn đó anh à. Bây giờ thực sự là chồng em là không thương em nữa rồi phải không? Dạ đúng. Em từ trước có lỗi gì với chồng không? Dạ không, chỉ có là thiếu nợ vậy thôi à. Thiếu nợ là tại sao mà thiếu? Em nên là em hỏi nha. Anh nè à, cái một ngày ông đưa em có 50.000 còn tiền cũng làm lương là ông giữ hết. Em đâu có biết đâu. Tới lồi ra các em không có tiền em chạy mượn đầu này đầu kia. Anh hỏi em nè, lý do tại sao mà một ngày chồng em đưa em có 50.000? Ai biết, em có ông nói tao bằng gì có tiền nhiều mà tao đưa cho mày. Ông nói gì đó, ông không đưa cho con sáng đi học để đóng tiền tháng. Mày chồng đưa... em, chồng em ngoài đưa cho em 50.000 một ngày. Dạ. Ngoài ra còn phụ gì nữa không? Dạ không, ông chỉ cho con sáng đi học rồi một chục rồi tới tháng đóng tiền hai đứa, đứa 1 triệu vậy đó. Mà trong khi đó 1 triệu á là ông không cho nữa. Anh không nói liền miên, truyền miên nữa anh mệt lắm rồi. Dạ. Anh chịu không nổi nữa rồi. Bây giờ này anh đang hỏi em tổng chi phí một tháng chồng em phụ em hoặc các con bao nhiêu tiền? Dạ cũng như một tháng á ông làm 13 triệu mà ông chỉ đưa em 50.000 một ngày, cái đấy ông biết em lòi nợ ra làm ông đưa được 100. Dạ rồi tới tháng á ông đóng đứa 1 triệu là 2 triệu là 3 triệu. 1 triệu đúng rồi, là 3 triệu một rồi tháng. Vậy đó ông không còn nhiêu đậu xăng dầu này kia nữa. Còn bao nhiêu chồng em giữ đúng không? Dạ đúng rồi đó, giờ nói chung em không có xài riêng tiền. Còn là từ trước đến nay dạ là đúng. chồng em đưa tiền cho em như vậy? Dạ đúng à. Bởi vậy mới thiếu, em nói anh bây giờ vậy là ít đó, tại vì em trả bớt đó, chứ không cũng đâu nhiều. Em hỏi anh đi, con gái em nay 16 tuổi mà không bao nhiêu. Anh đang hỏi em lại này, em mượn tiền ở đâu mà mượn từ khi nào mà đến giờ phút này 100 triệu? Tại vì em vay trong công ty á. Em vay để làm gì? Vay cũng như là 1 triệu, 2 triệu gì á. Đã mua đồ ăn tới tháng này kia rồi. Tháng tại sao em không trả? Em hỏi anh nè, tháng nào cũng kẹt tiền hết trơn. Một tháng em lãnh được bao tiền? Tháng em lãnh tới 8 triệu mấy à. 8 triệu mấy, em trừ đi, em mượn 1 triệu thì tháng sau em trả. Dạ. Thì còn 7 triệu mấy. Dạ, em nói anh không có đủ gì, em còn đóng tiền nhà, em phải mượn thêm. Đóng tiền nhà tháng bao nhiêu tiền? 2 triệu mấy đó anh. 2 triệu mấy? Dạ. Thế còn khoảng 5 triệu nữa. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Thế 5 triệu mấy em làm cái gì? 5 triệu mấy thì tại ở đó em cũng có mượn nhiều lắm. Rồi tới tháng đây từ hoài, không hết cho em mượn thêm. Anh hỏi lại, anh đang hỏi lại em. Anh đang thắc mắc cái câu chuyện này. Anh đang muốn giải quyết để biết rõ cái câu chuyện của em tại sao đến giờ phút này nó như vậy. Dạ. Em thiếu nợ từ khi nào? Dạ, từ khi lúc mà thằng con em mới đẻ ra đâu... một tháng á, là con em nay 9 tuổi đó, là cứ cái tháng đó là mượn, nhiều khi ổng không có đi làm là em cũng phải mượn tiền đắp vô. Là tại sao em cũng thông báo với chồng? Tại vì á, em cũng nói chồng á là em cũng mượn tiền ở đây nha, mượn tiền về phụ nãy kia, nhiều khi á, kêu ổng đưa thêm, ổng nói sao tao mặn như số tiền bự anh đưa không, mày. Anh đang hỏi em, anh không hỏi về chồng em. Dạ. Anh đang hỏi em này. Dạ. Em theo thông tin em chia sẻ. Dạ. Là em phải bị hoặc đã từng đi mượn tiền từ lúc con em còn nhỏ mà đến giờ cũng là 9 năm qua rồi. Còn 9 tuổi. Dạ. Lúc đấy em mượn nhiều không? Dạ mượn lần có mấy triệu. Tất cả em mượn bao nhiêu lần? Cứ năm này mượn, năm kia mượn, hàng nào cũng mượn quanh năm suốt tháng. Em hỏi anh đưa 50.000 nhưng mà đủ. Anh đang hỏi em này, lúc bây giờ được mấy người con rồi? 2 đứa rồi. Phải gửi tiền về quê cho ông nhỏ đi học nữa. 9 năm về trước không à? Đúng rồi, em gửi công, ổng mới gửi cho anh nhỏ hai năm nay à. 9 năm về trước là em được 2 người con rồi đúng không? Dạ đúng. Ừ.
mà một tháng là phải gửi tiền cho con ăn học. Đúng rồi. Mà lúc bây giờ ấy là chồng em là hàng ngày là đưa em 50 ngàn, ngoài ra là chỉ đóng tiền học cho con thôi, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thế còn là mới 2 năm nay anh ơi. Chưa đây không đóng? Dạ không, em nghĩ rồi. Sao gửi con về quê không? Không, anh hỏi em, dạ. Anh tiếp tục anh hỏi em. Dạ. Em đi làm công ty lâu chưa? Dạ lâu rồi anh. Bao nhiêu năm rồi? Dạ nay 13 năm rồi. 13 năm qua. Trong 13 năm qua thì lương tháng ổn định như vậy từ 5-7 triệu một tháng. Dạ. Tại sao em phải mượn tiền mức đứng mức độ mà cứ lâu lâu đi mượn 1-2 triệu? Em nói anh ạ, họ em thì ổn định thiệt, cái lúc đó em cũng thiếu tiền mà ổng mượn tiền gì mà của FE đó anh, cũng vay tiền. Cái người ta, em đâu có tiền đóng đâu, cái người ta xuống tới nhà ba em, ổng người ta đòi, cái em thấy vậy mới mượn nhỏ em là như 19 triệu á, em còn thiếu nó 19 triệu là chồng mượn. Em mượn để làm gì? Em mượn để em trả cho em. Em mượn hay chồng em mượn? Em mượn công ty FE. Dạ. Tại chồng em lúc đầu kêu thôi cứ mượn đi. Mượn để làm gì? Nữa. Anh em hỏi lại em. Em nói anh nghe nè, ổng kêu mượn đi. Để làm gì? Là để tiền đó, để xài này kia. Cái ổng em mới nói thôi, ổng có tiền mà không đi mượn làm chi, tiền nữa tiền đâu đóng, không nghĩ là đi làm có tiền, cái đâu ngờ nghĩ lỡ dở gì đâu. Đi mượn lời. Anh giải quyết cái câu chuyện này thực sự là anh rất mệt mỏi. Thì đó. Vậy em khổ lắm. Thôi bây giờ này, thôi bây giờ anh không đề cập sâu vào tất cả vấn đề các dạ. Nội dung của em. Dạ. Bây giờ là chỉ tìm chồng thôi. Dạ. Còn các cái khác bây giờ anh nói chuyện này anh nói không nổi rồi. Dạ đúng rồi. Nha, bây giờ này. Khó hiểu lắm, lâu quá giờ em cũng không nhớ, em nhớ rồi em nói tới đó thôi. Bây giờ này nói chuyện nó liên miên nó khó lắm. Thôi bây giờ này, thực sự đến giờ phút này là chồng em đi theo gái rồi. Đúng anh rồi. Nói thẳng như vậy đi. Đúng rồi. Mà theo gái theo thông tin em biết được là đi từ đầu năm đến giờ phút này. Dạ đi rồi. Từ Tết đúng không? À, mới đi tháng rồi. À sao em nói là từ Tết? Thì Tết giờ là về cái kiếm chuyện không, đi cái 2-3 giờ sáng về, đi 2-3 giờ sáng mà hỏi anh công ty nào mà làm 2-3 giờ sáng. Một lần đi 8 giờ. Sao em, thế nhưng mà đến giờ phút này là mất tích từ bao nhiêu ngày rồi? Mất tích đầu một tháng này. Một tháng mất tích không về? Không về luôn. Không thăm vợ thăm con? Điện nhỏ ăn đi 3 tuần điện được 3 lần, còn khi điện khóa nít luôn nữa. Điện bằng số hay điện bằng gì? Điện hội số, điện hội Zalo á. Sao điện bằng số điện thoại? Tại sao em không điện bằng số điện thoại? Nhầm cái số điện thoại, tại vì anh biết sao, điện đó có tiền. Còn điện bên kia, nhầm cái máy em không có 1 ngàn mà để điện nữa. Nhà em có gắn wifi quay á, em phải điện Zalo. Sao em khổ đến mức độ mà khổ dữ dằn vậy khổ? Em nói thiệt, em muốn về gia đình con cái rồi. Anh nghĩ đi, hồi nói về vợ có bao giờ mà ai giữ tiền về em giao cho chồng hết. Mà cuối cùng vợ nó đối xử với em vậy. Giờ em chỉ nhà anh, em giúp giùm em thì ổng về cũng bây giờ trong túi nợ em... với em thôi, chứ em cần không ở với em cũng được nữa. Bây giờ trong túi em còn ngàn nào? Em nói thiệt anh á, em mượn tiền từ ở dưới nhà em đi lên á. Giờ trong túi em chứ còn hồi ông đi về với ổng là trả, hồi đi lên là trả ổng 300 rồi đó. Chúng mà em đi về em trả ổng thêm 300 nữa hả? Túi em còn 100 mấy vô chiều chi về em ghé cho chị em mượn tiền xài để tới lĩnh lương thôi, chứ em giờ cũng còn đồng nào á. Tại em khổ quá em mới nhờ mấy anh giúp giùm em thôi, chứ giờ em không biết nhờ ai. Bây giờ em còn thương chồng không? Dạ còn. Nhưng mà chồng em nhất quyết nào vẫn đòi làm đơn ly hôn đúng không? Dạ em sợ ổng gãy tướng, cho nên bây giờ em nhờ mấy anh giúp giùm em. Nhờ em nhờ trước cái sợ chồng có gửi đơn đúng không? Dạ đúng rồi, ông hâm hoài à. Đã ở nhà em đã khổ, đã muốn chết vậy. Mà ông còn đi về cứ mở miệng nói đòi ly hôn với em không à. Chồng em có bao giờ đánh đập em không? Dạ không, hồi xưa giờ ông tốt lắm. Chưa bao giờ ông nói nặng em một tiếng từ khi gặp bả là nghe lời bả không luôn. Ở nhà em nói anh nói chuyện với anh hoặc nói chuyện với ai với má là đi kể cho bả nghe hết đó. Bả nói xấu, bả nói vợ vậy ở làm cái gì mà bị lớn gì không biết gì. Em mỗi một khi nói chuyện với chồng em hay khóc như vậy không? Dạ có. Em năn nỉ em lại anh á, năn nỉ em về với mẹ con em đi. Tại anh biết không, số em khổ lắm. Hồi trước á, em cũng có chồng mà nó chồng em cũng có vợ bé nó bỏ em. Cái sao gặp ổng là anh trai lớn lên á. Em thấy hoàn cảnh em vậy, ổng mới thương. Ổng ở tới giờ. Sao có đẻ con mới kết hôn với em, làm giấy kết hôn hẳn hoi luôn á. Mà nhau vợ biết
Ông nghe từ khi muốn quen bà này là ông nghe lời không luôn, bỏ em luôn tới giờ, do đó giờ không bao giờ có vậy á Thôi bây giờ này, cái cuộc trò chuyện mình cũng trên dưới 20 phút rồi. à. Em hãy nói một điều nào Dạ tình cảm nhất. Những cái tình cảm đó em dành cho chồng, để hy vọng chồng em suy nghĩ và chồng em quay trở về cùng với em. Dạ, giờ em chỉ nhờ mấy anh giúp cho chồng em á, là cho ông về. Còn những gì mà em có lỗi đó giờ nói với chồng em là em vẫn tha thứ cho anh về lo với vợ con, lo làm ăn phụ tá nợ với em. Em chỉ cần nhiêu đó thôi. Cho con ăn học tội nó lắm. Nhỏ mới học lớp 1 mà giờ cho nghỉ học. Giờ em không biết sao á, nhờ mấy anh giúp giùm em. Hòa thượng, hai bạn bình tĩnh em nhé, chuyện gì đến sẽ đến em nhé, Dạ đừng không có khóc nữa được không? em khóc giờ vậy chứ em đau lắm anh ơi, em muốn khóc đầu mà nước mắt cứ tuôn tuôn. Ngày nào em đi làm về lên dốc cầu em ngồi cũng khóc một cạn, em mới đi về tới nhà em buồn lắm. Trước đây yêu chồng dữ không? Em á? Hồi mới thì không có mà Không, giờ anh hỏi là trước đây em yêu chồng em nhiều không? dạ đó Bây giờ em biết chồng em đi theo gái thì em còn yêu không? dạ còn Nhiều ít? nhiều lắm, tại vì con em mấy đứa nhỏ nó tội nghiệp nó lắm, cái con gái lớn rồi giờ mà ly hôn một cái thì nó mang tiếng cả đời nữa, cho nên em nghĩ vậy thì em cũng bỏ được anh nè. Dù sao ông đối xử ác với em cũng vẫn thương nữa. Mà không biết tại sao ông nghe lời bả tới nỗi vậy, mà nghe lời bả mà đi bà bả nở luôn, bỏ mẹ con em luôn. Và từ tháng 5 đến giờ phút này là hai vợ chồng không ngủ chung. Dạ đúng. Mà đặc biệt là khoảng 1 tháng là vợ chồng em đi mất tích rồi. Dạ đúng. Em hãy lên tiếng cho chồng em quay về đi em. Nói đi. Nói anh ơi, anh về với mẹ con em đi. Em tha thứ cho anh hết. Vì lo cho con ăn học tội nó lắm anh. Vậy em nhờ mấy anh như cộng đồng mạng giúp giùm em vậy thôi. Em cảm ơn nhiều. Thương quá trời thương luôn, thật sự đã tội thương quá trời. Thôi em hãy bình tĩnh nhé, anh em sẽ tìm cách để tìm được thông tin chồng em đang ở đâu em nhé. Hy vọng là chồng em quay lại để về với em nhé. Dạ cảm ơn mấy anh nhiều, cộng đồng mạng nữa, mấy bệnh liên quan nhiều. Em còn điều nào em muốn chia sẻ trên video này không em? Em còn điều nào muốn tâm sự không? Dạ em giờ em chỉ nhờ mấy anh mấy chị giúp giùm em cho chính chồng em thôi, em cảm ơn nhiều thôi chứ em biết nói gì nữa. Em có được hôm nay em từ một tỉnh rất xa em về đây em nhờ anh em xin bình dương để Dạ ghi hình đăng tin này, em có đồng ý cho các anh em là đăng tải cái video lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng không? Dạ có anh ạ. Cái thông tin em đi tìm chồng này là hoàn toàn có đúng sự thật không em? Dạ đúng anh. Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em nhiều nhé. Dạ Anh chúc em mà mạnh khỏe, hy vọng là trong thời gian tới thì chồng em hãy suy nghĩ lại để về với em với các con em nhé. Dạ em cảm ơn anh Đừng nhiều. khóc nhiều em Dạ được không? Mình khóc không giải quyết được gì mà khóc nhiều buồn lắm. dạ tại em tủi thân em á, không biết em có lỗi gì mà không đối xử với em vậy đó. Mà hy vọng là chồng em trong video này thì chồng em hãy suy nghĩ để quay về với em. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây tiếp tục một cái thông tin là một cái hoàn cảnh một em gái hiện nay ở một tỉnh rất xa thì về đây để báo tin nhờ anh em để chương trình ghi hình để đăng tin để tìm chồng. Em gái này thực sự là đến giờ phút này biết chồng mình đi theo một người dân tình mới nhưng thực sự là vẫn còn rất thương, vẫn rất yêu chồng. Hy vọng là chồng đang ở đâu xem video mà vợ hôm nay khóc rất nhiều thì hãy quay trở về cùng với vợ của mình. Dạ các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em trai là đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Dung theo số điện thoại 0913 785888. Anh em sẽ tìm cách để khuyên để cho em trai này quay trở về cùng với gia đình. Bởi hiện nay các con còn đang rất nhỏ, đang rất cần cái tình thương của cả cha cả mẹ. Đặc biệt là em gái thì hiện nay mức lương thì không phải là cao, chỉ là trung bình thôi. Nhưng đến giờ là phút này phải trả những trả tiền, trả lãi, trả lời những số tiền mà có thể là rất nhiều năm qua chưa trả được. Hy vọng hai vợ chồng quay trở về cùng bàn luận với nhau một cách tốt đẹp nhất. Cuối video này cho phép Công Trần Thiên Hà thay mặt các anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương xin kính chúc các cô chú anh chị luôn luôn theo dõi, ủng hộ đội Hiệp sĩ Bình Dương một ngày một lan tỏa nhiều hơn nữa để cho các anh em giúp đời, giúp người.
Xin thân ái chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.